Alo ạ. Linh à, chú đây. Thế tình hình cho nó thế nào? Dạ. Dạ. Cái gì? Chú Hà mất rồi ạ. Chú Hà mất rồi á? Dạ. Bị ở Đắk Lâm ạ. Dạ, còn anh Triều cũng bị em bị thương ạ. Đang cấp cứu ạ. Lâm. Lạ nhỉ. Có cái vụ gì ở Đắk Lâm mà vào trong ấy? Dạ, là cái vụ 2.000 bánh bị bắt được từ đầu năm ấy chú. Chú Hoạch giám đốc vào tận đây để chỉ đạo mà. Chú hiểu rồi. Vụ thằng Phí Hải Toàn. Dạ vâng, nghe nói có liên quan gì đến cái tập đoàn đang làm ăn ở tỉnh mình ạ. Này cháu, theo dõi sát tình hình, có vấn đề gì thì báo cáo chú ngay nhé. Dạ vâng ạ, có gì cho báo cáo ạ. Em gọi cho ai đấy? Chú Tuất ạ. Sao lại chú Tuất? Kìa, sếp Hạch đã bảo là không được kể với ai rồi mà em làm cho em là cái gì hả? Nhưng mà sếp mình mà, có sao đâu ạ. Anh không hiểu em kiểu gì luôn đấy. Anh làm sao vậy? Anh hơi mệt. Không sao. Mày về đi. Vâng. Đâu giúp anh ấy cửa. Dạ. Bà Liên nha, tôi đây này, chuẩn bị tất cả đi nhá, lấy tất cả tài sản ở trong kết vàng tiền kim cương đô la ra khách sạn suối mương đợi thôi, gấp lắm rồi, hỏi con đi khách đi, đi. Anh anh đi đâu vậy? Em định sang phòng nhờ anh Duyệt đề xuất. Cứ để phòng tí về anh ký. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Hỏng rồi. Hỏng chuyện gì? Sớm muộn thì kiểu gì thằng Tú cả không được nữa cũng bị tóm. Mà đã tóm thì nào cũng phọt ra dây dưa đến tôi. Mà sao bị tóm? Mà tại sao phải bắt ông Đức? Bà có biết không? Bọn ở phòng tôi vừa tôm được một vụ ở Đắk Lâm. Và tôi nghi cái vụ này liên quan đến ông Đức ấy. Trời ơi, lại là ông đó nữa. Nhưng mà chuyện của ông thì đâu có liên quan gì đến tiền bạc nhà mình. Giời ơi, mẹ mày ngây thơ lắm. Không có lẽ người ta chuyển hàng chục tỷ vào tài khoản của mình chắc. Bọn chúng nó biết là gia đình mình có liên quan tới ông ấy. Bọn nó bị gian chân, qua mặt anh cay thế đấy. Nhưng mà mình nhiều tiền thì mình cần gì mấy tỷ đó. Đúng, ở đó không nghĩ được chữ N lại thì. Giờ anh định thế nào? Làm cái gì nữa? Tổ vi thượng sách phấn. Nhưng mà trốn đi đâu? Bà ngây thơ lắm. Thôi bây giờ thế này, tôi quyết định. Bây giờ trốn ở Sài Gòn,
sang Campuchia nhá. Lánh nó một thời gian rồi mình tính tiếp. Mà bà phải đi với tôi. Nhưng mà tôi còn bao nhiêu việc thì làm sao tôi đi được? Mà không đi thì rất nguy hiểm. Bà mà ở lại, nó chọc cây vào mảng kinh doanh của bà, mà động chạm đến cái mảng đấy thì kiểu gì cũng có chuyện. Tốt nhất là bây giờ phắn thôi, rõ chưa? Nghe ngóng thì tôi tính tiếp. Nhưng mà còn con Hằng với cô Tin thì ai chăm nó đây? Ôi trời, con Hằng nó lớn rồi, nó ở nhà với con giúp việc, không phải lo gì sất. Con thằng Tít, vợ chồng mình về Hà Nội đón nó đi cùng luôn nhá. Nhưng mà em không có mang tư trang quần áo gì hết trơn á, với lại còn công việc nữa, tiền đầu tư, tiền cho vay, không lẽ em bỏ hết trơn sao? Rồi đâu để con cháu sánh răng à? Thì đi đâu thiếu cái gì sánh đến đó, rõ chưa? Không có lèo nhèo nữa, đi một chiếc ở lại. Có đi hay không? Ngồi đấy mà chờ chết à? Đi!